Chào các bác. Chúc bác và gia đình sức khỏe, tràn đầy niềm vui, một ngày mới an lành. Buổi sáng mùa thu, sương nó bay mịt mù luôn các bác ạ. Hiện tại bây giờ đang là 28 tháng 9 âm dương lịch các bác nhé. 28 tháng 9 2021. Rất nhiều clip về táo này, rồi cam bưởi còn lâu lâu. Bây giờ mới lại có một cái clip về vải nhé. Bởi vì vải thực ra là em cũng chia sẻ nha. Sau khi thu hoạch thì gần như là bỏ không ấy các bác ạ. Đấy, quan trọng nhất là giữ được 3 lớp lọc hay 2 lớp lọc theo ý mình muốn. Đấy, còn thì chuẩn bị đến khoanh rồi. Đấy, tóm lại là hết lớp lọc này nó ban ban là bắt đầu vào khoanh bắt quả của cái vụ mới này các bác nhé. Đấy, sương nó mù mịt luôn các bác. Sáng mùa thu nó gọi là kín đi, nó còn đây trên lớp lá, trên lá còn có một cái lớp sương nó tương đối nhẹ, em mỏng này. Đấy, ướt hết lá này. Đấy, thì đến cái thời điểm này là cái thời điểm mà quan trọng nhất để giữ lọc đấy. Thì lọc này có muộn hay sớm các bác. Đấy, có người thì lên lớp lọc 3 đã ban rồi. Lên lớp lọc 3 tức là lớp 3 sau khi thu hoạch nhá thì nó đã được 3 lần lọc. Được 3 lớp 3 lần lọc nhá. Thì được gọi là lớp lọc 3 nhá. Đây con vườn nhà em đấy thì gọi là lớp lọc 3. Thì có cây nó ra sớm này. Ví dụ cây này nó ra sớm sớm thì nó ban này. Cây này nó ra muộn thì nó đang đỏ này. Đó. Thì bây giờ cái công việc đó là giữ cái lớp lọc này nhỉ. Người mà ra sau khi thu hoạch có hai lớp lọc hay dùng gọi là lớp lọc 2 nhỉ. Còn anh em ăn thì hay quen theo bắt lớp lọc 3 nhỉ. Thì cái lượng lá nó đều, nó già hơn. Thế thì kinh nghiệm mỗi người thôi. Người để lại hai lớp, người ba lớp nhỉ. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cái lớp lọc 3 này này, cái lớp lọc này này thì sâu nó rất là nhiều các bạn nhé. Sâu nó ăn lá. Những con sâu nó tối mại là chỉ cần 7 ngày nó nở một lớp sâu, nó ăn cực kỳ nhanh. Đấy, nên là phun rồi thì tầm thực ra phun thuốc sâu để diệt cho diệt lá, để bảo vệ lá này này thì rất là đơn giản thôi, gọi là thuốc sâu thông thường, thuốc sâu sinh học nó đều chết cả thôi. Đấy, đặc biệt thuốc sâu sinh học có 3 thành phần này, thì rất là ok nhá. Còn nếu không chỉ để vài hôm là nó cắn trụi hết nhỉ. Đây, lá này hôm trước nó đã bị cắn sơ xác hết một chút này. Đó. Chỉ năm nay thì dự kiến thì vải ra hoa sớm, rét sớm nhỉ? Thì đương nhiên là chắc chỉ hết lớp lọc, chỉ ban như cái tầm này nó ban thêm một chút nữa là lại bắt đầu vào khoanh nhỉ các bác này. Đấy, loanh quanh các bác tính lịch đồng chí nhỉ, các bác khoanh vải thì chắc là cũng rất là rõ rồi nhỉ. Thì phải nói là một năm loanh quanh thật là nhanh nhỉ. Thu vải xong một cái thì lại bắt đầu khoanh vải cho vụ mới rồi. Và giữ lớp lọc này là lớp lọc quan trọng, là đúng rồi nhỉ. Còn như thế này là em nghĩ là nó cũng vừa thôi, chứ cũng không đến mức độ là già quá hay là lớn quá. Đây, sâu nó vẫn còn đây, lá của nó đây. Đấy, sâu vẫn ở trong này. Đây cái lớp sâu non nó lại nở đây các bác nhìn này. Đó. Đây, con sâu non đây. Nhỏ ti thôi. Đấy, nhưng mà nó ăn cũng rất là mạnh và nó cuốn lá nhé. Cuốn lá và nó gây hỏng cây, hỏng lá nhé. Hôm nay thì phun ở chỗ khác nhé. Hôm nay phun ở chỗ khác. Còn chỗ này thì về chắc phải chiều phun rồi các bác ạ. Đấy. Nên là lại phải để ý để giữ lọc thôi. Đây, nhưng đặt trước đây. Các bác nhìn thấy không? Nó ăn cái là nó trụi hết này. Đấy, trụi hết như này. Đấy. Có thể đây có thể sót cái con đợt cũ thì phải. Đây, ăn cho trụi luôn. Đây các bác nhìn thấy cái lá mà nó không ăn thì nó như thế này. Còn lá mà nó bị ăn thì đây con sâu nó ăn này. Đấy, cây nào sâu ấy nhỉ. Nói chung là nó đặc thù rồi. Mỗi loại cây có một loại sâu khác nhau nhỉ. Vải thì cũng như vậy, táo, cam, bưởi cũng như vậy các bác ạ. Nên là cái việc mà để trị nó thì cũng rất là đơn giản nhỉ. Quan trọng là chúng ta để ý một chút thôi. Còn vải thì gần như là trồng xong, làm xong thì gọi là thu xong ấy, thì gần như là bón cho một hai lượt phân đúng không nhỉ.
tỉa cành là gần như là bỏ hoang để không ấy, không phải giống như là cam bưởi cũng nhỉ, cam bưởi mình cứ để không là nó bị đơ cây, nó hỏng cây, nhưng mà vải này chỉ gần như vậy. Sau đó là phun giữ một vài hai ba lớp lọc theo cái ý mình đúng không nhỉ, đặc biệt là cái làm lọc thì để theo theo cái kinh nghiệm đúng không nhỉ. Người thì khoanh sớm, người khoanh muộn, người thì để hai lớp, người để ba lớp đúng không nhỉ. Nói chung là tùy cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải là làm. Nói chung là nhiều bác thì làm rất là siêu đấy, phải nói chia sẻ với các bác là các bác làm vải rất siêu, kinh nghiệm thì rất là dày dặn, nhưng quan trọng là cũng các bác cũng còn phụ thuộc vào thời tiết nữa nhỉ. Đấy, vì như năm ngoái được mùa to, còn năm tới này dự kiến là sẽ mất mùa các bác nhé. Đấy, bởi vì nó theo gần như kiểu cái dạng dạng theo kiểu quy quy luật đấy, 3 4 năm thì phải mất mùa 2 3 năm nữa nhỉ, và được mùa vài ba năm nữa nhỉ, chứ là không do cái thời tiết ấy. Đấy, năm tới thấy nói chung là dự 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 kiến dự báo là như vậy các bác. Đây, mời các bác. Nói chung là các vườn bây giờ thì đều ra là như vậy thôi. Đấy, những cái cây nó ra sớm hơn thì nó ban, thì nhìn thì cảm giác là sợ còn lên lớp lọc thứ tư, nhưng mà khả năng yên tâm các bác ạ. Bởi vì hết cái lớp lọc này thì có khả năng là bắt đầu se lạnh và cũng bắt đầu có thể khoanh được ok rồi các bác nhé. Đây, lá nó ra sớm nó bán hơn này. Đây, còn cây nó ra muộn hơn này. Đó. Thì trong cái quãng thời gian vừa rồi thì đa phần em ra ví dụ hết vải thì đã bắt đầu có nhãn nhé, thì bắt đầu ra video về nhãn này, rồi về chia sẻ cũng như giao lưu anh em về táo xuân, táo Đài Loan nhé, rồi thì một chút cái gọi là mùa nào thức đấy của lục ngạn đúng nhỉ. Thì ở trên kênh núi lục ngạn sẽ chia sẻ cho cái như vậy, thì thi thoảng thì có một vài clip về cây vải thôi các bác nhé, còn thì vẫn chia sẻ với anh chị là nó là cây vải, là cái cây chủ lực của đất lục ngạn rồi. Nó là cây nổi tiếng của đất lục ngạn từ 30 năm nay rồi đấy. Thì cơ bản là đến mùa quả là cái mùa mà nhộn nhịp và sôi động nhất đúng không nhỉ. Đấy. Và sau đó thì là chăm sóc, rồi thì bảo vệ lớp lọc, rồi thì chuẩn bị khoanh nhỉ, kỹ thuật khoanh đúng không nhỉ. Thì loáng thoáng thi thoảng thì ở trên kênh cũng sẽ ra cái một vài clip để giao lưu cũng như là cập nhật cái tình hình cây vải thiều lục ngạn nhé, chuẩn bị cho mùa 2022. Đấy, mùa 2022 các bác nhé. Đấy, còn của các bác thì như thế nào, các bác có dự định hay là có những cái dự kiến gì cho cái mùa 2022 này không đúng không nhỉ? À, theo các bác thì mùa 2022 này làm có khó không, làm vải có khó không đúng nhỉ? Còn như mùa 2021 ấy thì là được mùa các bác nhé, được mùa, giá Covid nó tóm lại là có Covid và một số xã thì không bán được ấy. Đấy, các bác nếu có thể xem lại thì các bác có cập nhật lại những cái video em quay ở trên kênh hồi tháng 6 âm lịch nhé, tháng 6 tháng 7 âm lịch nhé, rồi bán chạy Covid, tóm lại là đó là cái mùa vải rất là đặc biệt. Để hy vọng là cái mùa vải chuẩn bị khoanh này, chuẩn bị khoanh cho mùa 2022 này, rồi thì đón cái mùa vải 2022 này thì sẽ thuận lợi nhé. Như vừa em vừa chia sẻ và dự dự là năm nay là năm mùa 2022 là mất mùa đấy, mất mùa khá khá đấy. Đấy, các bác cứ thử xem là cái dự đoán của mình thế nào các bác nhé. Đấy, thì buổi sáng thì em xin gửi đến các bác một chút cái tình hình gọi là lọc vải lớp lọc ba nhé các bác nhé, lớp lọc ba chuẩn bị ban và chuẩn bị khoanh đón vụ 2022 rồi. Đấy, thực sự là nhanh, loanh quanh thì chỉ khoanh xong khoảng vài ba tháng nữa nhỉ. Thì năm nay và hoa vải ra sớm nhỉ, rét sớm, khoanh sớm đúng không nhỉ. Đấy, thì các bác cứ theo cái lịch đồng chí nhỉ, các bác làm, các bác lựa làm. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Chúc các anh chị sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Ô à. Xương nó còn rất là nhiều nên hiện tại rồi vẫn chưa để cho nó khô xương các nhé, thì em phun nhé, cả phun táo hay phun vải như thế thôi, chờ nó khô khô xương đi, nhảy ướt cho nó khô cái mặt lá đi, xương này nó vẫn
gọi buổi sáng đi nó lạnh lạnh, nó ướt hết cả cả vào người đó, thì chờ một chút thì sẽ xử lý các bác nhé, chờ nó khô ráo lên là ok các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.